Xin chào con, bây giờ chúng ta sẽ qua bài giảng tiếp theo của chúng ta, đó là nghiệm của đa thức một biến. Thứ nhất thì bây giờ chúng ta sẽ vào những cái phần kiến thức trọng tâm của chúng ta. Cần nhớ này. Thứ nhất của chúng ta này. Cho đa thức PX thế nào? Nếu tại x bằng a, x bằng a nhé, cái giá trị của px bằng 0 bằng 0 thì ta nói x bằng a là nghiệm của đa thức. Còn nếu x bằng a là giá trị của bx khác 0 thì lúc đó x bằng a không phải là nghiệm của đa thức. Được chưa? X bằng a không phải là nghiệm của đa thức. Vậy thì bây giờ các bạn chú ý sau, cái số nghiệm của một đa thức thì nó sẽ không vượt quá bậc của nó. Số tức là đa thức của chúng ta là các đa thức không nhé. Số nghiệm của đa thức không vượt quá số nghiệm của nó. Thì đó là lý thuyết mà chúng ta cần phải nắm vững thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần bài tập. Bài tập ở đây thì sẽ có vấn đề thứ nhất, dạng 1, tức là kiểm tra x bằng a có phải là nghiệm của đa thức hay không. Chưa? Chúng ta sẽ kiểm tra nghiệm đa thức. Vậy thì bây giờ vấn đề của chúng ta như sau. Giờ rõ ràng với x bằng a mà px bằng 0 thì x bằng a sẽ là nghiệm đa thức. Được chưa? Còn nếu như là khác 0 thì sẽ không phải là nghiệm. Ví dụ cho chúng ta như sau. Ví dụ 1. Ví dụ của chúng ta. Kiểm tra. Kiểm tra cho thầy câu a. X bằng trừ phần 8 có phải là nghiệm của x bằng 1 phần 8 thì nó có phải nó là nghiệm của đa thức 4x xì cộng 1 phần 2 cộng B. X bằng 1 phần 3 có phải là nghiệm của đa thức 3x xì mũ 2 cộng x trừ đi 2 phần 3. Vậy thì bây giờ các bạn chú ý sẽ có sau đó này. Cộng A này với x bằng 4 à x bằng mấy trừ 1/8 thay vào đa thức, được chưa? Thay vào đa thức của chúng ta là đa thức là 4x gì cộng 1/2, ta được cái điều gì? 4 nhân với trừ 1/8 cộng 1/2 bằng 0 thì suy ra được một điều x bằng vậy đi nhé.
vậy x bằng trừ 1 phần 8 nó sẽ là nghiệm của đa thức. Được chưa? Đấy, thì đó là về vấn đề câu A của chúng ta. Câu B thì chúng ta làm tương tự. Câu B ở đây thì thầy hướng dẫn như sau. Câu B là với x bằng 3 thay vào đa thức 3x sẽ bình cộng với mấy? Cộng x trừ đi 2 phần 3. Ta được cái gì? 1 phần 3 mũ 3 nhân với lại là 1 phần 3 mũ 2 cộng x trừ đi 2 phần 3 là 1 phần 3. Còn bao nhiêu nhỉ? 3 nhân 1 phần 9 là bằng 1 phần 3. 1 phần 3 cộng 1 phần 3 là bằng 2 phần 3, 2 phần 3 cho 2 phần 3 hết không? Vậy x bằng 1 phần 3 là nghiệm của đa thức. Đấy, cái bài đầu tiên của chúng ta thì nó đơn giản như thế thôi, không có gì khó cả, được chưa? Những cái bài còn lại tương tự thì chúng ta sẽ làm, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang đến dạng thứ hai, là một cái dạng khá là quan trọng, đó là về vấn đề tìm nghiệm của đa thức. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang đến dạng số 2. Tìm nghiệm của đa thức. Đây, cái vấn đề này là vấn đề trọng tâm này. Tìm nghiệm của đa thức. Tìm nghiệm đa thức tức là tìm những giá trị của x để cho đa thức có giá trị bằng 0. Được chưa? Tìm nghiệm đa thức là tìm những giá trị của biến để đa thức bằng 0 có cái giá trị là 0. Thì sẽ là thứ nhất. Thứ hai, ta có này, nếu như ta sẽ có A nhân B bằng 0 thì ta sẽ có là hoặc là A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Chưa nào? Cái phần này này, cái đa thức chúng ta học về bản chất là sau này lớp 8 các con học về giải phương trình. Đây về bản chất là phương trình tích nhá. Đây là vấn đề mấu chốt. Cái thứ hai, ta có là x bình phương mà bằng m thì rõ ràng bây giờ m phải lớn hơn là bằng 0. Chờ, m lớn không đi, bằng 0 thì x bằng 0 rồi, m lớn không. Với m lớn không thì ta sẽ có hai trường hợp, hoặc là x bằng căn m hoặc là x bằng trừ căn m. Được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ thầy sẽ có ví dụ như sau. Tìm nghiệm của các đa thức sau. Lưu ý nhé, lớp 7 về bản chất là chúng ta tìm x nhé. Và lớp 8 bản chất bài toán tư duy nó vẫn là như thế, nhưng cách trình bày nó sẽ là khác nhau. Để chờ. Tìm nghiệm của đa thức sau. Được chưa? Câu A fx bằng 7x cộng 3. Được chưa? Thì rõ ràng nó sẽ giải như sau này. Từ fx bằng 0 ta có được 7x cộng 3 bằng 0. Được thế nào? Ở đây chúng ta chưa được dùng dấu hai mũi tên ở hai đầu nhé. Lớp 8 chúng ta mới được học về phương trình thực đương, mới được học, mới được dùng cái này. Còn lớp 7 chúng ta chỉ dùng cái này thôi, một mũi tên hoặc là hai mũi tên như này thôi, suy ra thôi. Vậy thì 7x của chúng ta bằng âm 3, suy ra x bằng trừ 3 phần mấy? Trừ 3 phần 7. Đấy. Vậy đa thức fx có nghiệm là bao nhiêu? Là trừ 3 phần 7.
Thì đó là gì? Đó chính là A của chúng ta. Câu B. X 3 nhân x cộng 4 bằng 0, à bằng 4 gx. Được chưa? Thì ra nó sẽ có như sau. Từ gx của chúng ta bằng 0 thì suy được một điều, đó là x trừ 3 nhân x trừ 4 bằng 0, thì ta sẽ có đó hoặc x trừ 3 bằng 0 hay là cộng 4 nhé, hoặc là x cộng 4 bằng 0. Được chưa? Suy ra một điều ở đây là gì? X bằng 3 hoặc x bằng trừ 4. Được chưa? Vậy đa thức gx của chúng ta gx nó sẽ có nghĩa, đa thức gx của chúng ta nó sẽ có nghĩa là x bằng 3 và x bằng 4. Được chưa? Đấy, thì đó là cái ví dụ của chúng ta về cái vấn đề tìm nghiệm của đa thức. Phần này thì ta sẽ tập trung hơn một chút nữa để cho thêm chúng ta một ví dụ nữa. Ví dụ theo chúng ta như sau, đó là tìm nghiệm của đa thức nhé. Câu A nào, fx nó bằng x bình phương trừ 9. Được chưa? Ta có từ fx bằng 0, ta suy được đó là x bình phương trừ 9 bằng 0. Suy được đó là x bình phương bằng 9, thì suy ra x nó bằng cộng trừ căn 9, tức là bằng cộng trừ 3. Vậy x bằng cộng trừ 3 là nghiệm của đa thức. Được chưa? B của chúng ta là như nào? X bình phương trừ 3 gx gì? Được chưa? Gx của chúng ta thì nó bằng x bình phương trừ đi 3. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có như sau. Từ gx bằng 0 suy ra x bình phương trừ 3 bằng 0, suy ra được x bình phương bằng mấy? Bằng 3. Suy ra x bằng cộng trừ căn 3. Được chưa? Vậy x bằng cộng trừ căn 3 là nghiệm của đa thức. X bằng cộng trừ căn 3 thì nó sẽ là nghiệm. Bây giờ thầy sẽ sang câu C. Fx gx hx nó sẽ bằng x bình phương cộng 12. Đây là cái bài toán khó chúng ta luôn sử dụng vậy. Từ x bình phương trừ đi 7x thì cộng 12, à sorry, từ hx bằng 0 thì suy ra một điều, đó là x bình phương trừ đi 7x thì cộng 12 bằng 0. Được chưa? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là x bình phương trừ đi 4x trừ đi 3x cộng 12 bằng 0. Ở đây là chúng ta sẽ phải tách ra trừ 7 bằng trừ 4 và trừ 3. Đây thì nó là một cái kỹ thuật khó ở trong chương trình lớp 7. Được chưa? Ở trong chương trình toán nâng cao thì chúng ta sẽ phải đáp ứng ở những mức độ bài tập như này. Được chưa? Còn về cụ thể là tách cái này ra thì thầy sẽ có một cái bài giảng riêng cho chúng ta trong phần này. Còn ở đây là thầy sẽ giới thiệu, tức là tại sao mà chúng ta phải tách được là bằng âm 4 và âm 3, nó sẽ có lý do của nó. Thầy sẽ hướng dẫn ở trong một cái bài giảng
riêng ở trong cái phần tiền nghiệm của đạo Phật bổ sung thêm. Còn cái bài ví dụ này thì đưa ra để chúng ta biết là chúng ta bắt buộc phải tách như này thôi. Tôi sẽ làm tiếp theo thì chúng ta sẽ có như sau. Ở hay này lại thì là x ra ngoài bên trong x trừ 4 trừ đi 3 trừ đi bao nhiêu trừ 4 luôn bằng 0 thì nó sẽ có được là x trừ 4 nhân x trừ 3 bằng 0. Rõ ràng ta đưa được về cái dạng là a nhân b bằng 0. Thì lúc này khi a nhân b bằng 0 thì ta sẽ có là hoặc là x trừ 4 bằng 0 hoặc là x trừ 3 bằng mấy? Bằng 0. Suy ra ta sẽ có x bằng mấy? X bằng 4. Và x bằng mấy nào? X bằng 3. Vậy x bằng 4, x bằng 3 nó sẽ là nghiệm của gì? Được chưa? Đấy. Đó là để ví dụ của chúng ta trong phần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài giảng thì ở cái phần dạng tiếp theo thì đó là tìm hệ số của đạo thức khi biết nghiệm của nó. Thì đây cũng là một cái dạng bài mà chúng ta sẽ thường gặp ở trong cái phần nghiệm của đạo thức. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào dạng tiếp theo là dạng số 3 của chúng ta. Tìm hệ số của đạo thức khi biết nghiệm của nó. Với một cái giá trị là nghiệm, với x bằng a là nghiệm thì cái giá trị của v sẽ bằng 0. Thì cho ta có ví dụ như sau. Đa thức của chúng ta là ax thì bình phương cộng với 5x trừ 2 có một nghiệm là 1. Thì hệ số A là bao nhiêu? Được chưa? Thì bây giờ ta sẽ có như sau. Giải này. Khi x1 là nghiệm. Khi x1 là nghiệm của đa thức fx thì a dưới 1 tức là f1 đấy bằng a nhân 1 bình phương cộng 5 nhân a trừ 2 à 5 nhân với lại là 1 bằng 0. Được chưa? Vậy thì bây giờ a cộng 3 bằng 0. Vậy thì ta sẽ có a ngoài a bằng trừ 3. Vậy a bằng trừ 3. Dự theo chúng ta cho đa thức gx bằng 2x bình cộng mới trừ 10 a tìm m để gx của chúng ta có nghiệm thì bằng 2 b tìm nghiệm còn lại. Vậy bây giờ thứ nhất chúng ta sẽ có như sau. Giải là khi
x bằng 2 là nghiệm của đa thức. Khi x bằng 2 là nghiệm của đa thức Gx. Được chưa? Thì ta có như sau. Ta có thì ta có đó là x bằng 2 nó là nghiệm của đa thức. Vậy thì ta sẽ có được cái điều gì? Ta sẽ có được đó là 2 nhân 2 bình phương cộng với m nhân với 2 trừ 10 bằng bao nhiêu? 2 nhân với lại là 4 là bằng 8. A nhân bằng 0. Vậy thì ta sẽ có là 8 này cộng với 2m trừ 10 bằng 0. Vậy thì m mấy? M 1. Thế nào? Vậy m 1. Được chưa? Vậy M1 rõ ràng bây giờ khi M1 có B, khi M1 thì ta sẽ có, khi M1 ta sẽ có được cái điều gì? 2x bình phương cộng với x trừ đi 10 bằng 0. Được chưa? 2x bình phương trừ đi 10 bằng 0. Vậy thì bây giờ nó có một nghiệm là x bằng mấy? Bằng 2 rồi. X bằng 2 rồi, vậy thì bây giờ nghiệm còn lại nó sẽ là bao nhiêu? Được chưa? X bằng 2 rồi, vậy bây giờ nghiệm còn lại nó là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ đưa về dạng tích. Chúng ta sẽ đưa về dạng tích nhá. Dạng tích bây giờ thì chúng ta sẽ là như nào? Rõ ràng nó có một nghiệm là x bằng 2. X bằng 2 thì nó phải tồn tại dưới cái dạng đó là x trừ đi 2 nhân với lại x trừ đi một số nào đó bằng 0. Được chưa? Vậy thì bây giờ thầy sẽ có được đó là bằng 2x bình phương trừ đi 4x. Các bạn thì viết như này thì thầy bây giờ thầy lấy hãy ra ngoài, nó phải nó tồn tại x trừ 2 không? Được chưa? Cộng 5x trừ 10 bằng 0. Vậy suy ra một điều là gì? Suy ra một điều đó là 2x của chúng ta nhân với lại x trừ mấy? X trừ 2 cộng 5 nhân x trừ 2 bằng 0. Vậy thì ta sẽ gọi là x trừ 2 nhân với lại là 2x cộng 5 bằng 0. Vậy nào? Vậy lúc này ta sẽ có x bằng 2 và x bằng mấy? X bằng trừ 5 phần 2. Đấy. Vậy nghiệm còn lại là bao nhiêu? Vậy nghiệm còn lại nó sẽ là bằng trừ 5 phần 2. Được chưa nào? Đấy. Thì đó là gì? Đó chính là cái bài tập của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài tập nữa, một cái dạng nữa. Đó là chứng minh các cái đa thức không có nghiệm. Để ý nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng thứ tư của chúng ta. Ok, thầy dạng thế này nhá. Lẽ ra là thầy sẽ dạy tiếp một cái phần dạng thứ tư nữa, đó là chứng minh một đa thức là không có nghiệm. Nhưng mà bây giờ cái dạng bài tập này thì thầy dạy nó sẽ hơi dài. Và thế nếu thầy gắn vào trong cái video này của chúng ta thì nó hơi dài một chút. Cho nên thầy sẽ tách ra là một bài giảng mới học ở phía sau nhé. Tức là trong cái phần này chúng ta sẽ có một thêm một cái bài giảng nữa, đó là về phần tìm hệ cái gì nhỉ? Chứng minh một đa thức không có nghiệm. Được nào? Và thầy sẽ dạy thêm về cái kỹ thuật xử lý đến cái đa thức mà nó ở cái dạng là a bình cộng b cộng c, tìm nghiệm của đa thức có dạng là a bình cộng b cộng c. Được chưa? Ok. Bài giảng của thầy trong cái phần này tạm dừng ở đây. Thầy cho chúng ta sẽ gặp nhau trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.